qua đường dây nóng, gần đây chúng tôi có nhận được thông tin từ nhiều khách hàng của hãng Nissan khiếu nại về việc mua bán ô tô thiếu trung thực từ một đại lý ô tô tại Đà Nẵng. Và ngày hôm nay, phóng viên của VTV8 đã tiếp cận vấn đề này và bước đầu có những thông tin đến khán giả. Theo ghi nhận của phóng viên thì hiện có ít nhất 3 trường hợp khách hàng đã gửi đơn đến công ty cổ phần Quang Phi Hùng, địa chỉ tại 875 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, khiếu kiện về việc công ty này đã bán xe ô tô Nissan không trung thực. Một trong 3 người có khiếu kiện là chị Dương Thị Thùy An, trú tại số nhà 305/2 đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng. Theo chị An thì vào ngày 17 tháng 6 năm 2017, chị có hợp đồng mua bán với công ty Quang Phi Hùng một xe Nissan Sunny 1.5 XL màu trắng mới nguyên 100% với giá 485 triệu đồng. Tuy nhiên sau hơn một tháng sử dụng, chiếc xe dần bị chốc sơn và lộ nguyên mảng sơn bên trong màu xanh, làm chị không khỏi hoang mang và nghi ngờ đây có thể là chiếc xe đã bị cháo màu trước khi giao cho khách. Chị đã làm đơn khiếu nại gửi đến công ty Quang Phi Hùng, đại lý Nissan tại Đà Nẵng và công ty trách nhiệm hữu hạn Nissan Việt Nam, nhưng 2 tháng nay vẫn chưa được giải quyết.